hên là hồi sáng mình đẩy vô kịp, chứ không là tiêu hết mớ này rồi. Ừ, sao năm nay mưa nắng thất thường ghê á ta, mới tháng này mà đã có mưa rồi. Anh Diệp đi chừng nào mới về bà? Chắc là cũng 2-3 bữa nữa đó. Anh Hoàng, anh không khỏe hay sao mà anh đổ mồ hôi dữ vậy? Tôi không có làm sao, tôi chỉ hơi khó chịu chút thôi à. Còn mặt anh tái xanh rồi kìa. Chắc hồi nãy anh dầm mưa đẩy gạch vô phải không? Nè bà Huệ kia, chỗ anh Hoàng đang làm sao suốt ngày mà sáp giọng hoài là sao vậy? Tôi không có rảnh để mà gây sự với ông nghe. Ai mà thèm. Anh Hoàng, hay là anh vô nhà nghỉ sớm đi, nhìn anh có bộ mệt lắm rồi đó. Ủa, anh bệnh hả anh Hoàng? À, chắc hồi nãy tôi dầm mưa nên bị sốt. Vậy thôi, anh vô nghỉ sớm đi, ngoài này để tụi tôi đẩy vô là được rồi. Anh vô nghỉ đi anh, bệnh vậy mà ráng cái gì chứ. Để về em bứt mớ lá xong em đem qua cho anh nha. Vậy thôi, tôi vô nghỉ trước. Để em chạy đi mua cho anh mấy viên thuốc nha. Thôi khỏi Sương, ở trong nhà có sẵn vài viên thuốc cảm, tôi vô uống là được rồi. Thôi tôi nghỉ nghe. Ừ, anh vô nghỉ đi, nhớ uống thuốc nhanh. Tội nghiệp ảnh ghê, có một thân một mình. Nè, tôi cũng một thân một mình nè. Sao không tội nghiệp tôi đi? Tôi biết mà, chẳng qua thấy anh Hoàng đẹp trai hơn tôi cho nên mới tội nghiệp chứ gì. Tự nhận mình xấu trai rồi hả? Ừ, tôi thích anh Hoàng đẹp trai rồi đó. Liên quan gì tới ông? Bà thích ai thì kệ bà chứ, không liên quan gì tới tôi. Hai người á, tối ngày cãi nhau hoài à. Ông gây sự với tôi trước chứ bộ. Bà không nhìn ra là ông đang ghen hả? Mỗi lần thấy bà sáp vô với anh Hoàng thì ông Bình mới như vậy đó. Nè, bà thích anh Hoàng phải không? Bà y hệt cái thằng cha Bình à. Tôi thấy anh Hoàng hiền lành tốt bụng nên tôi quan tâm. Chứ bà cũng quan tâm anh Hoàng đó, không lẽ bà cũng thích ảnh? Bà nói tào lao cái gì vậy? Tôi nói giỡn mà. Ai mà không biết bà chỉ có một mình anh Diệp. Hoàng ơi. Ủa, Sương. Em đem cháo qua cho anh nè. Anh thấy đỡ hơn chưa? Hồi chiều tôi xông thêm lần nữa lá út huệ cho. Ngủ một giấc thấy khỏe hẳn rồi. Chắc sáng mai tôi đi làm lại. Thiệt phiền Sương qua nay mang cháo qua cho tôi. Có gì đâu, anh đang bệnh mà. Nè, cháo còn nóng đó, anh ăn đi. Cảm ơn Sương nha. Ủa, hồi chiều Út Huệ đem lá xong qua cho anh nữa hả? Ừ, Út Huệ làm tôi ngại hết sức. Để sáng mai tôi đi làm, ghé chợ mua bánh ú cho Út Huệ. Út Huệ thích ăn bánh ú lắm. Trời đất, coi bộ anh cũng quan tâm Út Huệ ghê hen. Thì làm chung với nhau mấy tháng nay rồi mà. Bộ, anh để ý Út Huệ hả? Ừ, trời đất, làm gì có. Tôi coi Út Huệ như là em gái tôi vậy thôi. Vậy thì em yên tâm rồi. Thiệt ra Út Huệ với anh Hai Bình thích nhau từ lâu rồi. Em chỉ sợ anh thích Út Huệ nữa. Thành ra chuyện tình tay ba. Thì tôi cũng nhận ra hai người đó thích nhau mà. Anh ăn cháo đi. Hai người đó đều chảnh như nhau hết, đâu có ai chịu nhận mình thích người kia đâu. Chắc tôi phải tìm cách giúp hai người đó quá. Vừa trả tình nghĩa mới nắm lá xong của Út Huệ, với lại đỡ bị Hai Bình hiểu lầm. Dạ. Ủa, cái đàn guitar này là của anh đó hả? À, tôi mới mua mấy bữa trước đó. Mấy tối thằng Diệp đi canh lò, khó ngủ quá, còn có một mình. Tôi đem ra đàn cho đỡ buồn. Hồi ở trên Sài Gòn á, tôi cũng có một cây. Nhưng lúc đi vội quá, tôi không có đem theo. Anh hay quá à, biết đờn luôn.
Tôi chỉ đàn được vài bài quen thuộc thôi à. Sư muốn nghe không? Tôi đàn tặng sư một bài để trả ơn mấy tôi cháu qua nay nè. Anh này thiệt tình á. Nhưng mà cũng được. Vậy anh đờn đi. Lâu rồi em cũng không nghe được đờn guitar nữa. Hồi xưa còn ở trong đội văn nghệ xã, tối tối hay đi hát với mấy đứa trong xóm lắm. Nhưng mà sao ba không có cho đi về khuya nữa, cho nên em thôi. Rồi để tôi đàn cho sư nghe nha. Dạ. Cảm ơn anh. Mối tình đầu của tôi là cơn mưa răng răng ngoài cửa lớp, là áo ấy bay trắng cả giấc mơ. Cái bà kia, xe quá trời đầy sao bà chất hoài vậy? Tôi để ý nha, chất xe tôi á thì lúc nào cũng đầy á, còn xe người ta chất ít xịt à. Thì ông là thợ giỏi của lò mà, tôi phải nâng tầm của ông lên so với mấy người khác chứ. Quế, Quế, Quế. Anh Hoàng nhờ tôi nhắn bà chút chuyện nè. Anh Hoàng nhắn tôi chuyện gì vậy? Anh nhờ tôi hẹn bà 7 giờ ra ngoài đình á. Chắc là anh có chuyện muốn nói với bà, nhưng mà ngại quá, nhờ tôi nói giùm. Ủa vậy hả? Ừ. Ông Bình, xong gạch rồi sao không đẩy vô đi, còn đứng đây nghe ngóng cái gì? Ai mà thèm nghe ngóng chuyện mấy người chứ. Tôi chỉ nhìn coi cái xe nó bị cứng kìa. Anh Hoàng hẹn tôi thiệt hả? Bà nói với ảnh tối nay tôi tới nha. Vậy để tôi về nói cho ông mừng nha. Ừ, cảm ơn bà. Đi. Hình như anh Hoàng hẹn Út Huệ ra để tỏ tình hay sao á. Tôi biết ngay mà. Mà coi bộ Út Huệ cũng thích anh Hoàng lắm á. Chứ còn gì nữa. Tối ngày hả? Cứ sáp sáp giọng không à. Anh tính để mất Út Huệ dễ dàng vậy hả? Gì chứ. Tôi thích Út Huệ nào đâu. Xạo hoài ông ơi. Nhìn á là tôi biết anh thích Út Huệ rồi. Thích người ta mà không chịu bày tỏ, làm sao người ta biết? Anh phải cạnh tranh với anh Hoàng đi. Không thôi á, Út Huệ nhận lời với anh Hoàng là anh tiêu đó. Nhưng rủ Huệ không thích tôi thì sao? Trời ơi, dù sao thì anh cũng phải mạnh dạn bày tỏ lên đi chứ. Đàn ông gì mà lúc nào cũng sợ sợ thích vậy. Hai Bình, anh cứ mạnh dạn tỏ tình đi. Có gì tôi giúp cho. Thiệt hả? Vậy Sương giúp tôi nha. Cảm ơn ba Sương nhiều nha. Không có chi. Anh Hoàng. À, Út Huệ. Anh hẹn em ra đây có chuyện gì vậy? Út Huệ vô đây ngồi đi, anh nói cho nghe. Dạ. Thiệt ra từ lâu anh rất thích Út Huệ. Út Huệ chịu làm bạn gái anh nha. Anh Hoàng, anh hiểu lầm rồi. Em chỉ coi anh như một người bạn bình thường thôi. Út Huệ đã có người khác rồi nên không chấp nhận tình cảm của anh chứ gì. Anh coi kìa. Anh phải can đảm lên, không thôi là mất Út Huệ như chơi đó. Nhưng mà tôi thấy khó quá à. Hay là bà Sương nói giùm tôi đi. Tôi ngại quá, tôi không nói không được đâu. Tào lao vừa phải thôi. Anh đi tỏ tình mà biểu tôi nói giùm là sao? Vậy em cho anh cơ hội đi. Anh thật lòng thích em lắm đó Út Huệ. Anh buông em ra đi. Em đã nói là em chỉ coi anh như một người bạn bình thường thôi mà. Nhưng anh thương anh em buông mà. Buông ra đi. Em không chấp nhận tình cảm của anh. Anh không, có buông đâu. Anh buông ra đi. Anh làm cái gì vậy? Út Huệ, anh thương anh thiệt mà. Anh buông em ra đi, em la lên đó. Trời ơi. Anh buông em ra đi. Lớn chuyện ra. Rồi. Ra lẽ lớn. Em la lên đó. Nè, buông ra. Anh làm gì vậy? Tôi hỏi anh mới đúng á. Chỗ tôi đang tỏ tình với Út Huệ, anh xen vô làm gì? Anh tỏ tình hay là anh cố tình? Anh dây sờm Út Huệ. Vậy mà tôi tưởng anh tốt bụng tử tế lắm. Út Huệ, em đừng có sợ.
Bây giờ có anh, ổng mà đụng tới em, anh đấm vô mặt ổng á. Ông Huệ, em hãy chấp nhận tình cảm của anh đi. Em mà không chấp nhận á, anh không bỏ cuộc đâu. Anh điên rồi hả? Tôi đã nói là tôi không thích anh mà. Ông nghe ông Huệ nói chưa? Ông đi ra khỏi chỗ này mau đi, không thôi tôi không nể tình đâu. Tôi đập ông á. Nè, chỗ tôi tán gái liên quan gì tới anh? Ông Huệ là gì của anh đâu mà xí vô? Anh mới là người phải đi đó. Tôi nói cho ông biết, Út Huệ là người yêu của tôi. Tôi cảnh cáo ông, nếu như ông còn đụng vô Út Huệ hả, là tôi quánh ông cho ba má ông nhìn không ra luôn á. Mày tưởng tao sợ mày hả? Mày chỉ yêu đơn phương thôi, Út Huệ đâu có yêu mày đâu. Trong khi tao đẹp trai hơn mày, mày vừa xấu vừa nghèo, mày lấy gì mà so với tao? Út Huệ mà đi với mày hả, chẳng khác nào bông hoa Huệ mà cấm cái bãi. Bãi gì? Bãi gì? Mày tự hiểu đi. Bãi gì? Mày nói bãi gì hả? Bãi gì? Bãi gì mày? Thôi đi. Nè, tôi nói cho anh biết nha, đủ rồi nha. Anh hay bệnh dù xấu dù nghèo, nhưng mà tôi thương ảnh là được rồi. Anh không có được xúc phạm anh. Tôi không ngờ anh là hạng người như vậy. Uổng công tôi đã tốt với anh. Mày đi khỏi đây liền đi, không là tao quánh mày á. Mày cười gì? Ông đi mau chưa? Ông còn đứng đó ông cười cái gì? Trời ơi, hai người đừng có hiểu lầm. Từ hồi nãy giờ á, anh Hoàng chỉ giả bộ thôi. Bà nói cái gì vậy? Giả bộ gì ở đây? Tôi không giả bộ thì làm sao nghe được hai người nói thích nhau? Ai nói tôi thích ổng hồi nào? Anh tào lao quá. Hai người nói thích nhau hồi nào? Người ta nói thương nhau chứ bộ. Nè, tôi nghe rõ ràng đó nha. Anh Hoàng á, biểu tôi bài cách này nè, để cho hai người nói rõ tình cảm của mình á. Thương nhau mà không chịu nói, cãi nhau như chó với mèo, làm tụi tôi á liên lụy luôn đó biết chưa? Thì ra là bà dụ tôi á hả? Ừ. Bây giờ còn ngại ngùng gì nữa? Hồi nãy ai cũng tỏ tình với nhau hết trơn rồi. Thôi, tôi với Sương không làm kỳ đà cản mũi nữa. Sương, tôi đưa Sương về. Dạ. Nè, hai người ở lại tự nhiên nha, tụi tôi về đó. Bà này, Sương, ba Sương chờ tôi về với. Út Huệ, nếu em chịu á, anh nhờ bà Mai qua nhà em nha. Ừ, qua nhà tôi làm chi? Thì để hỏi cưới em chứ làm chi. Nè, mình lấy nhau nha. Được rồi. Công nhận cách của anh Hoàng hay ghê á. Nhìn họ kìa, cuối cùng thì họ cũng thành một đôi rồi. Điệu này á, chắc sắp được ăn đám cưới rồi đó. Hai người họ rất là xứng đôi. Thiệt ra cưới được người mà mình yêu rất là hạnh phúc. Hôn nhân không tình yêu sống khổ sở lắm. Nhưng cũng tùy mà anh. Tại vì ngày xưa ba mẹ em nè, rồi ông bà em nữa, tới ngày cưới mới biết mặt nhau. Tại vì do may mối hết á. Nhưng mà rồi cũng sống suốt đời với nhau bằng cái tình cái nghĩa đó thôi. Tôi thì không nghĩ vậy. Biết đâu trong thời gian sống chung, họ nảy sinh tình cảm. Hoặc người phụ nữ còn nặng tư tưởng phong kiến, hy sinh vì chồng con. Chứ hôn nhân mà không có sự yêu thương thấu hiểu thì khó mà bao dung nhường nhịn nhau lắm. Thế nào cũng xảy ra tranh cãi, rồi cũng đổ vỡ thôi. Trời ơi, nhìn anh Hoàng như vậy, không ngờ anh cũng là người sâu sắc ghê hen. Đâu có, chắc tại tôi quen biết nhiều cặp vợ chồng, thấy vậy thôi. Không biết sau này em với anh Diệp sẽ như thế nào nữa. Em chỉ mong là mình với anh Diệp sẽ hạnh phúc bên nhau. Thằng Diệp nó thương Sương như vậy mà, tôi tin hai người sẽ sống hạnh phúc. Anh Diệp rất tốt với em, nhưng em cũng không biết tình cảm của em với ảnh là gì nữa. Bình thường bị quản đám cưới
chắc là người ta sẽ buồn lắm. Còn em lại cảm thấy dễ chịu. Sương chưa sẵn sàng cho việc kết hôn. Hay Sương không yêu thằng Diệp? Em cũng không biết nữa. Tại vì từ nhỏ em đã biết em lớn lên sẽ lấy anh Diệp, anh Diệp sẽ là chồng của em. Ba em là người rất coi trọng lời hứa. Tôi cũng không thích mấy vụ hứa hôn ép cưới này. Ba mẹ chỉ nhìn về một phía mà không hiểu cho con cái. Hay là Sương có tình cảm với ai đó rồi nên mới thấy khó chịu về cuộc hôn nhân này? Không, không có. Em không có thích ai hết. Chỉ là em thấy mình với anh Diệp hình như còn thiếu một chút gì đó. À, tôi hiểu cảm giác này mà. Còn thiếu chút gì đó là tình yêu, đúng không? Sương, Quang. Ủa? Ủa, anh Diệp. Mày mới về đó hả? Tao mới về tới. Chuyến này đi thuận lợi cho nên tao về sớm. Ủa, rồi sao anh biết em ở đây mà đi kiếm? Anh nghe ba nói em dẫn Út Huệ ra đình chơi nên anh ra đón em nè. Đâu có. Tao với Sương vừa hẹn giúp cho hai Bình tỏ tình với Út Huệ. Thành công rồi. Hay quá. Cuối cùng thì hai người họ cũng chịu nói với nhau rồi. Chứ suốt ngày cứ như chó với mèo, tao nhức đầu. Anh đó, nhức cái đầu mà không chịu ra tay tác hợp cho họ sớm. Mấy cái vụ tình cảm này anh dở lắm. Cũng nhờ anh Hoàng đó. Giỏi không? Cảm ơn mày nghe. Từ đây về sau tao đỡ nhức cái đầu rồi. Vậy mày trả tiền công cho tao làm mai cho nhân công của mày đó. Thôi, để tao đưa Sương đi hóng mát một chút. Đi em. À, mày cứ về nghỉ trước đi. Tao cũng về ngủ sớm đây. Cả ngày nay mệt muốn chết rồi. Em đi nhanh Hoàng. Đi. Mày nghĩ cái gì vậy Hoàng? Người ta là vợ sắp cưới của bạn mày đó. Thôi được. Vô đi. Con nghe dì Sáu nói là sáng nay cậu không ăn sáng. Với lại cậu không đi đánh tennis nữa. Bộ cậu không được khỏe hả? Không có gì. Chắc tại lúc này thời tiết thay đổi, trong người khó chịu nên cậu muốn ở nhà nghỉ ngơi thôi. Qua nay con thấy cậu không được vui. Bộ cậu có chuyện gì buồn hả? Hay là có tin tức của em Duy? Không có. Cậu nhớ lại một vài chuyện xưa thôi. Có liên quan gì đến cậu Hữu không hả cậu? Sao tự nhiên con lại hỏi vậy? Dạ không. Tại vì con thấy là từ khi mà cậu gặp cậu Hữu gì đó thì đến giờ cậu không được vui. Với lại cái việc mà cậu nhận cậu Hữu ấy, hình như là không phải là phong cách làm gì của cậu từ trước cho tới giờ. Con suy nghĩ quá nhiều rồi đó. Cậu nhận Hữu tại vì cậu ta thật sự có năng lực. Hữu cũng có cùng ý tưởng với cậu về việc phát triển gốm nội thất. Gốm nội thất? Bộ cậu định triển khai thật hả? Cậu thấy nó rất tiềm năng. Thời gian tới chúng ta sẽ chọn lựa tìm đối tác thích hợp. Gốm thì có rất nhiều làng nghề mà lại kén người dùng nữa. Con thấy không có khả thi cậu ơi. Chưa thử chỉ đừng vội đưa ra kết luận con. Cậu cũng có duyên với gốm từ ngày xưa nên cũng am hiểu đôi chút. Cậu rất có niềm tin vào dòng sản phẩm này. Cậu ơi, con nghe bà ngoại nói lại là có thời gian cậu đi đâu đó xuống miền Tây làm gạch gốm đúng không ạ? Đúng rồi. Lúc đó cậu cãi nhau với bà ngoại nên về dưới quê ở nương nhờ một người bạn, sau đó trở thành thợ làm gạch. Cũng chính thời gian cực khổ đó đã rèn luyện nhiều cho cậu.
Ủa, mà hôm nay ngày nghỉ con không có hẹn với bạn bè sao, giờ này còn ở nhà? Dạ có, một lát con đi bây giờ. Đi với ai? Bạn gái hay là gì? Cô Tư Mấy? Còn trẻ thì có nhiều lựa chọn, nhưng con cũng không nên đùa giỡn với tình cảm quá nhiều. Nếu không là sau này con sẽ ân hận đó. Tụi con bây giờ sống thoáng mà, hợp thì quen, không hợp thì chia tay, có gì đâu mà ân hận hả cậu? Dạ, cậu nghỉ ngơi đi nha, con qua phòng thay đồ đây. Ừ, tụi con đi đi. Dạ. Dạ cho con hỏi có bà chủ ở đây không à? Có. Chị Nga ơi, chị Nga có khách. Ừ. Dạ con chào dì. Có gì không con? Dạ cho con hỏi là chủ mình còn tuyển người làm thêm không hả dì? À, chỗ dì đủ người rồi con. Hay là con đi hỏi chỗ khác đi. Dạ hồi nãy con cũng đi hỏi mấy chỗ mà người ta cũng đủ người hết rồi đó dì. À vậy chắc mấy bữa nay nè, có tới mấy cái lò gốm á là nghỉ việc cùng một lúc, nên công nhân họ thất nghiệp, họ đổ xô đi làm, chỗ gì cũng đã đủ người rồi con. Dạ, vậy thôi, con cảm ơn dì nha. Ờ, việc làm ở đây cũng đâu có bao nhiêu đâu. Hay là con lên tỉnh đó, ở trên đó người ta nhận nhiều công nhân lắm con. Dạ, vậy để con về con xin mẹ con coi sao. Dạ, con cảm ơn dì nhiều nha. Dạ, thưa dì con đi. Dạ, chào mấy dì con đi. Ừ. Chị Tư, vô đây, vô đây. Vô đây chị. Sao rồi, con bé bẻ nó có chịu làm cho tôi không? Nó nói chị trả nó thêm chút xíu nữa đi. Có 2 triệu à, mà vừa làm việc nhà, rồi còn phải lo nguyên cái vườn gất bên cồn nữa. Nó không chịu làm. 2 triệu mà nó còn chê gì nữa. 2 triệu tôi bao ăn nè, tôi bao ở nè, mà nó còn muốn gì nữa. Thôi, nó không chịu tìm đứa khác đi. Mà nè, nhớ tìm nhanh nhanh giùm cho tôi nha. Lúc này già cả rồi, lớp nào cho dai, lớp nào mần công chuyện nhà, rồi còn giường tược bên cồn nữa, tôi làm không có xuể. Nhớ nha, kiếm gấp gấp giùm cho tôi nha. Chị, hay chị tặng thêm 500 ngàn đi, chắc có người chịu làm đó. Chứ có 2 triệu, tôi sợ khó kiếm lắm. Trời ơi, tôi mướn là tôi muốn lâu dài, chứ không phải một ngày một bữa. Thấy không, tính đi, 500 tháng nhân lên 1 năm 12 tháng mất có 6 triệu rồi đó. Cuối năm á, chưa kể là tôi thưởng, tôi mua quà cáp tôi cho nữa. Thôi thôi không được, dứt khoát là 2 triệu, không có hơn. Ráng tìm giùm tôi đi. Rồi à, tôi thêm tiền công cho chị 200 ngàn hen, để tôi ráng tôi tìm coi sao. Ừ, ráng giúp giùm hen. Thôi tôi về nghe. Cảm ơn nghe. Ờ. Đúng là ta nói, càng giàu càng keo kiệt. Về rồi hả? Dạ. Có lấy được tiền không con? Dạ có, con lấy được tiền rồi mẹ. Con có mua cho nhà mình 1 bịch gạo nè mẹ. Con có mua 1 mớ cá linh tươi ngon lắm nè mẹ. Còn có rau, nước mắm nữa. Cá linh ngon dữ hen. Để đó đi, lát mẹ làm cho.
còn dư lại 425 ngàn nè mẹ. Mẹ giữ đi nha, mẹ giấu kỹ nha, chứ không thôi bà thấy bà lấy hết đó. Thôi con cất đi, muốn mua cái gì thì mua, mẹ giữ thế nào ông cũng thấy à. Thôi mà mẹ, con không có xài gì hết đó. Mẹ nghe lời con, mẹ cất đi. À, mẹ cất trong gối cũng được nữa, bà không có thấy đâu nha. Ừ, vậy chút nữa mẹ để trong đó, khi nào con cần thì lấy, muốn mua cái gì thì mua nghe. Con biết rồi, con không có cần mà. Ờ, còn lát mới, chừng nào có vậy con? Dạ, hồi nãy con nghe dì Chính nói là chiều nay dì đi lấy lát, xong rồi dì ngang qua nhà mình tạt vô đưa cho mình luôn đó mẹ. Ờ, mà con à, đi xin việc được không? Dạ không được, người ta nói với con là người ta đủ người rồi. Mẹ ơi, hay mẹ cho con đi tỉnh làm công nhân được không mẹ? Thôi đi con, không ấy con ở nhà làm với mẹ, đương lát với mẹ cũng được. Cây lát mình đang cũng có đợt à, nhiều lúc hàng cũng hết đợt, mình cũng có gì đâu mà làm. Nếu bây giờ con đi làm công nhân thì lương cũng cao hơn, công việc cũng ổn định. Mẹ cho con đi nha, con cũng muốn kiếm tiền để lo cho mẹ, với lại có tiền mổ tim nữa. Con hứa với mẹ luôn, cuối tuần là con về con thăm mẹ, mẹ đồng ý nha. Thôi được rồi, con muốn đi thì cứ đi đi, nhưng cái chuyện mổ tim của mẹ không cần đâu con. Mẹ vẫn thấy ổn, con đừng vì kiếm tiền mà cố làm quá sức. Không, mẹ phải mổ tim, bác sĩ đã nói rồi. Mẹ mà không mổ tim, mẹ không thay van tim là mẹ không có khỏe được đâu. Nếu không là tình trạng của mẹ sẽ càng ngày càng nặng, con không có chịu được đâu. Mẹ đừng có lo gì cho con hết á, con khỏe mạnh vậy nè, con biết tự chăm sóc cho bản thân con mà. Sáng mai con sẽ lên xã con làm hồ sơ, rồi con lên tỉnh con nộp liền. Con nghe nói hồ sơ mày đầy đủ là người ta nhận mình vô làm nhanh lắm nha mẹ. Ừ, thôi vậy để mẹ xuống nấu cá linh cho con ăn. Thôi mẹ, thôi mẹ đi nghỉ đi, để con xuống con nấu nhanh lắm nha. Đã nói là mẹ khỏe rồi, mẹ muốn nấu cơm cho con ăn, để mai mốt con làm xa rồi mẹ không muốn cũng đâu có nấu được nữa đâu. Con thương mẹ nhất trên đời. Mẹ hứa với con nha, mẹ phải khỏe nha mẹ. Con hứa với mẹ, con sẽ kiếm thật nhiều tiền để mổ tim cho mẹ. Mẹ biết rồi. Mẹ đợi con nha. Để con xuống con làm cá trước, rồi mẹ xuống nha mẹ. Đi đâu? Đi đâu? Ai cho nó về nhà này? Đuổi cậu ra khỏi nhà này! Đuổi cậu nó đi! Đuổi cậu nó đi! Đi! Ông à! Đi ra khỏi nhà này đi! Ông ơi, đừng có như vậy mà! Mày đi ra khỏi nhà này! Bà, ông Diệp ơi, tôi xin ông đó. Đuổi cổ nó đi. Nó là con của tôi mà. Bà đuổi cổ nó đi. Thôi mà, tôi xin ông. Giang đừng ra. Mà bà giang ra. Giang đừng ra. Ông ơi, đuổi cổ nó đi. Ông ơi, mày đi khỏi nhà ơi. Tao. Ông Diệp, cái ông ơi, đừng có như vậy kia. Mà để con ở nhà. Mày đi. Ông ơi, thôi mà, đuổi cổ nó đi. Thôi mà, đuổi cổ nó đi. Nghỉ đi, đừng có quậy hoài. Đuổi cổ nó đi. Khổ quá mà. Mày đi khỏi nhà tao. Không cứ vậy hoài vậy. Đi đi. Làm sao mà mẹ con tôi chịu nổi được không Diệp? Long à Long, Long ơi, ra đây mẹ nói này nghe nè con.
Dạ, con đang chơi mà có chuyện gì mẹ cứ ôm sùm như mẹ á. Trời đất ơi, cái gì mà ôm cái máy miết à? Chơi từ sáng tới tối, từ tối tới sáng vậy đó. Nè, mẹ mới vừa gặp chú Bảy đó. Nghe nói vừa rồi có đợt thi công chức, mẹ có nhờ chú Bảy làm hồ sơ giùm cho con rồi đó. Long, có nghe mẹ nói gì không đó? Long. Dạ, con nghe mà, mẹ nói đi. Yeah. Cô thắng rồi mẹ ơi. Trời, mẹ thấy con hay chưa? Ba, cái game nó có gì đâu mà vui vậy không biết nữa. Nè, con chơi cái này dù con có nổi tiếng thì mấy người xung quanh đây người ta cũng không biết đâu. Chỉ cần con đậu được công chức thì mẹ có cái mẹ khoe với người ta rồi. Trời ơi, công chức công sở có gì hay đâu mẹ khoe. Lương ba cọc ba đồng làm sao mà đủ sống hả mẹ? Thì con đi làm con lấy cái danh thôi, lương đâu có quan trọng. Mẹ cho con tiền xài là được rồi. Nhưng mà con nói với mẹ rồi, mẹ đừng có bắt con vô công sở công chức, bó buộc con không có thích đâu. Không thích hay là con làm biến? Suốt ngày chơi game hoài. Con vậy á, mẹ lấy cái gì mẹ khoe với người ta đây? Con nói mẹ nghe nè, con đâu có phải là chơi game không đâu. Cái này là con vừa chơi game mà con vừa tìm tòi, nghiên cứu, định hướng nghề nghiệp tương lai của con đó. Trời, công việc là cả đời, rất là quan trọng, cho nên mình cần phải có thời gian, chứ không phải làm bừa được. Mà mẹ không có hiểu con gì hết á. Ừ? Cứ ép con hoài à, làm con căng thẳng, con xì chết lắm đó, mẹ có biết không? Đây này mẹ nhìn đi, đó, con mới bị lớn á, mà con bị tóc bạc á, mẹ biết tại sao không? Sao? Tại con bị xì chết đó. Xì chết đây là do chơi game, tóc bạc là do chơi game mà ra. Chơi từ sáng tới tối, từ tối tới sáng, chơi kiểu đó tóc không bạc sao được. Đổ thừa xì chết nữa. Mẹ còn la con nữa, mẹ có tin là con không thèm chơi game nữa không? Ờ, mừng quá. Không thèm chơi game quá mừng. Thôi được rồi, con muốn làm thì mẹ không ép con nữa. Từ từ tìm gì con thích đi rồi đi làm cũng được. Yeah. Bởi vì con nói là con yêu mẹ nhất trên cuộc đời của con luôn. Chỉ có mình mẹ là thương con nhất thôi. Con cảm ơn mẹ. Định nọt thì hay lắm. Ê, mẹ. Gì vậy? Sao hôm nay mẹ đẹp quá vậy? Thôi đi ông Tứ. Mệt ông quá. Xuống ăn cơm cho rồi đi. Dạ. Nghe nè Quyên. Anh Long hả? Đang làm gì á? Anh đang ở nhà chơi game. Chơi game hoài chán chết. Tối nay đi chơi với em đi. Em biết chỗ này vui lắm á. Nè, cô biết chơi game không mà dám nói chơi game chán? Cô môn là đi chơi với em mới chán đó. Nhưng mà thôi, hôm nay không có đi chơi với em được đâu. Chút xíu anh phải qua Nhi rồi. Anh nó tối ngày kiếm bà Nhi hoài à. Mà chú bà Bảnh đâu có ưa anh đâu. Tất cả cái vùng này đang cười anh trai mặt á. Kệ tôi, ai cười hở 10 cái răng. Phương châm của anh á, đẹp trai không bằng trai mặt. Tới chừng nào mà cưới được Nhi á, anh mới thôi. Thôi, anh bận lắm. Bây giờ anh phải xuống ăn cơm với mẹ anh. Rồi anh phải đấu trận cuối cùng, rồi anh phải qua Nhi. Đó, bận dữ lắm. Thôi nha, bye bye. Tối ngày cứ nhi không. Ui. Rồi xong, cái ông úi ông tới nữa. Chị cho em bịch nước mía chị. Ờ. Tính tiền chị ơi, 5.000 em. Lúc này em qua cua người Long hả? Ủa sao chị biết hay vậy? Thì em nói quen quen đó. Thằng Long nó dạo như vậy, em cưới nó là hốt ổ đó. Trời ơi, chứ còn gì nữa chị. Lọt vào tầm mắt của em á là phải có tiền chị à. Tiền nè chị. Ui, đúng là mê tiền. Liên quan gì tới ông? Tiền không mê chứ mê gì hả ông? Không lẽ như ông? Ôi, một đống gớm ế rồi hát nhạc sến hả? Ui, đừng có đụng chạm sở thích của tôi à. Bởi vậy, đúng là cù lần. Gớm có gì hay đâu mà cứ bám vô hoài vậy. Nghèo hoài là đúng rồi đó. Kệ tôi, mà mắc gì tới bà. Nè, nước mía nè. Nè chị. Trời đất ơi. Cảm ơn ngang. Xẹp lép rồi. Ui. Sao vậy nè? Cho đáng đời. Ông nói gì vậy? Ê, nè, không. Ăn dép bây giờ. Ừ. Coi chừng tôi nha.
xui xẻo gì đâu không. Anh Tình ơi. Ui. Gì bà? Anh Toàn, dắt chiếc xe đi giá giùm tôi nha. Ui. Nó nghe nè, từ đây tới chỗ giá xa quá, tôi đi không có nổi. Ê, làm cho tôi đâu có ngủ. Thôi mà, tôi cảm ơn anh Tình sự... Không phải, cảm ơn anh Tình bolero, đẹp trai nha. Ui, thay ơn luôn. Cảm ơn nha, đi dắt cái xe đi giá giùm tôi đi nha. À nó nghe nè, anh dắt cái xe đi giá xong rồi chạy qua nhà đổi xe nha. Bây giờ tôi chạy về nhà tôi ngủ. Trời ơi nắng quá, đen da tôi hết rồi nè. Ôi. Trời ơi, bà ơi, trời ơi, xe của bà, sao bà bắt tôi đi giá. Ôi nè. Trời ơi, Tình ơi, mình đúng là ngu thiệt cái Tình. Vậy là lò của mày cũng đóng cửa luôn hả? Dạ. Hồi đó cũng có lúc á, làng gạch lao đao, mấy người thợ mới đi học nghề gốm để duy trì lò nung. Đâu có ngờ bây giờ lịch sử nó lặp lại. Vô cái đi. Vài năm nữa chắc mấy cái lò bỏ hoang hết. Gạch á thì còn quả mai giữ được vài lò, chứ gốm thì chắc hết thời. Trời ơi, sao sư không đi nghỉ đi? Lâu lắm lò gạch mới có người đặt hàng, phải tranh thủ để kịp giao hàng cho người ta chứ anh. Nhưng làm cũng phải nghỉ chứ. Sương đã thức hai đêm rồi còn gì. Để tôi làm thay cho, về nghỉ ngơi cơm nước đi. Em làm được mà, em không sao đâu. Lò chỉ còn có anh với anh Hai Bình hả? Em không phụ thì làm sao mà kịp. Có sao đâu. Anh Hoàng. Út Huệ ngồi chơi nghe em. Dạ. Ủa, bà qua đây rồi bé Hữu đâu? Tôi gửi bên ngoài nó rồi. Mới 3 năm nay mà cái lò gạch vắng vẻ quá. Đúng rồi đó, mấy năm qua lò mới cứ mở ra liên tục, sức mua càng ngày càng giảm, thì đương nhiên phải dẫn đến tình trạng như bây giờ rồi. Lò mình là còn đỡ đó, còn hoạt động cầm chừng, chứ mấy lò khác á, họ đóng cửa gần hết rồi. Nói thiệt chứ, cứ cái đà này, không sớm thì muộn cũng tới cái lò gạch của mình đóng cửa mà thôi. Nhưng đó giờ nhà tôi mấy đời sống bằng nghề gạch rồi, bây giờ mà đóng lò không biết sẽ ra sao nữa. Thằng Hữu nó vừa mới hết bệnh, sao em không ở nhà với nó, qua đây làm gì vậy? Nhà hết gạo, em tính qua đây coi xem anh được lãnh tiền công chưa. Anh Diệp đi lấy tiền gạch ở trên phố, chắc cũng sắp về rồi đó Huệ. Dạ. Hay là bà qua nhà tôi lấy đỡ ít gạo trước nha. Thôi tôi đợi anh Diệp về cũng được. À, mà ba bà mấy hôm nay sao rồi? Ba tôi vẫn vậy, cả tháng nay rồi mà cũng không thấy đỡ. Kêu ba đi bệnh viện mà ba không chịu, cứ nói ở nhà uống thuốc nam. Anh Diệp kìa. Ủa, anh mới về hả anh Diệp? Ừ. Sương. Ủa, mới về tới hả Diệp? Ừ. Anh, có lấy được tiền gì không anh? Gạch mình lên giá, bán không có được, trả cho mình có phân nữa hả? Chuyển gạch gần xong chưa Hoàng? À, cũng sắp xong rồi. Nhưng bán đợt này xong á, thì còn cũng mười mấy muôn á. Chắc tao phải đóng cửa lò. Mấy tháng nay lỗ quá, trấu về mỗi ngày một giá, lên liền liền hả? Chịu không có nổi. Bình. À? Cô kiếm việc gì làm đi. Chắc tôi chuyển qua chạy xe lôi quá. Còn anh Hoàng, anh tính làm sao? Tôi cũng chưa có dự định gì hết á. Đây nè, đây là tiền công hổng rè của hai người nè. Đây, tiền công của hai người. Dạ, cảm ơn anh.
Tiền nè, em đem về mua gạo đi. Dạ. Thôi, em về nha mấy anh. Về nha Sương. Ừ. Út Huệ về nha. Thôi mấy người ở đây nói chuyện nha, tôi ra ngoài làm việc tiếp đây. Ừ. Em Hoàng ơi. Sao? Phần này là của mày nè. Thôi, tao đâu có xài gì đâu. Để chừng nào có nhiều tiền trả tao sau cũng được. Trời đất. Thân thì thân, nhưng tiền bạc đâu phải ra đó. Mày cầm đi. Rồi, cảm ơn mày. Không ngờ cuối cùng tao cũng không trụ được lò. Thôi, mày đừng có buồn. Mày cũng đã cố hết sức rồi. Đúng đó anh. Cái này đâu phải lỗi tại anh đâu. Ê, phụ để gạch cho nó xong. Giờ mày dặn tao hả? Chắc cái chục lần rồi. Chúc mày thành công. Ừ. Lên tới nơi có chỗ ở ổn định, anh sẽ giúp đỡ cho em.